À, xin chào chúng ta sẽ tiếp tục học à, với nhau một cái video tiếp theo về series video hướng dẫn cho các anh chị và các bạn cái cách thức để viết hoặc là xây dựng kịch bản video à, cho tiktok à, và có thể đạt được một triệu view hoặc là nhiều hơn như vậy và và tôi gọi nó là viết kịch bản video tiktok viral à, triệu view à, tên tôi là nguyễn phan anh và là chuyên gia và là giảng giảng dạy về lĩnh vực digital marketing từ năm 2008 tới nay vâng và, và series này thì tôi sẽ hướng dẫn cho các anh chị chuyên sâu về tiktok tiktok ads tiktok kịch bản tiktok kênh uh, tiktok về uh, livestream đúng không ạ và những cái uh, nền tảng khác của tiktok trong cái mô hình kinh doanh tôi đã hướng dẫn cho các anh chị và các bạn và, và bài này thì tiếp tục là cái bài tiếp theo của việc kịch bản uh, video tiktok và rồi triệu view như chúng ta đã biết rằng là để làm tiktok thì chắc chắn là chúng ta phải sản xuất video và để sản xuất video thì chắc chắn là chúng ta phải cần đến kịch bản. Và rõ ràng chúng ta không phải là những người học ngành sân khấu điện ảnh, học ngành báo chí, chúng ta có thể là tạo ra được những kịch bản phim rất là hấp dẫn, vân vân. Nhưng khi mà chúng ta đã làm TikTok, chúng ta đã chơi TikTok thì chắc chắn một điều là chúng ta phải làm video và chúng ta phải chuẩn bị một số những kịch bản. Và đây là một số những hướng dẫn cơ bản từng bước từng bước quan trọng giúp cho các anh chị và các bạn có thể À, xây dựng được cho mình các series kênh à, video và series à, nội dung à, phù hợp với chiến lược phát triển kênh của mình. Vâng, ở đây thì ta sẽ nói về các cái cách viết để viết kịch bản video. Vâng, à, thì có nhiều cách để viết, à, có thể là đi sao chép, có thể là đi copy, có thể là đạo nhái, à, có thể là sáng tạo, có thể là thuê à, các cái chuyên gia, các cái nhà biên kịch để làm. À, chúng ta cũng có thể là thuê toàn bộ các cái ekip ở bên ngoài bên thứ ba làm cho chúng ta à, trong trường hợp này thì tôi đang hướng dẫn cho các anh chị và các bạn với tư cách là những người là tay ngang à, những người bán hàng online à, những người muốn xây dựng thương hiệu của mình trên tiktok để phát triển kênh video cho chúng ta vâng thế thì đầu tiên à, muốn viết được kịch bản video tốt thì à, chắc chắn một điều là chúng ta phải chọn đối tượng à, mục tiêu phù hợp à, tức là ở đây chúng ta sẽ trả lời cho câu hỏi là cái đối tượng khán giả của chúng ta là ai à, chúng ta muốn xây dựng một cái cộng đồng những người xem video những người yêu thích chúng ta là ai đấy thì chúng ta cần phải vẽ chân dung của nhóm đối tượng này bao gồm là tuổi tác giới tính khu vực vùng miền nơi sinh thói quen sở thích hành vi nhân khẩu học vân vân đấy đúng không ạ à, giống như là chúng ta đã chạy quảng cáo uh, Facebook thì chúng ta sẽ phải nhắm chọn như vậy đấy, thì chúng ta phải xác định được cái đối tượng khách hàng của chúng ta vâng À, điều này sẽ đúng với làm video nói chung và à, video tiktok nói riêng tại sao phải xác định đối tượng khách hàng mục tiêu bởi vì chúng ta nhớ rằng là, là chúng ta sản xuất video nội dung ra là để cho người ta xem và khi người ta xem thì à, chúng ta cũng sẽ phải xác định là họ mong muốn xem cái gì họ nhận thức như thế nào và có thể chuyển đổi được thành người mua hay không có thể chuyển đổi được thành khách hàng của mình hay không Đấy, và mục tiêu của chúng ta khi tạo kênh tiktok đấy là tạo ra một cộng đồng những người theo dõi những người yêu thích những người thích cái phong cách của bạn đúng không ạ thí dụ như là cái như tôi tôi ngồi ở đây đúng không ạ và tôi giảng dạy tôi làm slide tôi ăn mặc lịch sự tôi làm tất cả mọi thứ tôi giảng dạy cho các bạn thì cũng có những người thích và cũng có những người không thích phong cách của tôi phong cách của tôi có thể là rất là đạo mạo rất là chuẩn mực rất là academic nhưng mà các bạn thích sôi động hơn, các bạn thích nhảy nhót, hát ca, các bạn thích uh, nhạc DJ, tôi thí tôi, dụ như vậy hay là các bạn thích cái câu chuyện mà nó giải trí, nó hài hước hơn nữa thì uh, rõ ràng là tôi đang không đáp ứng để được cái yêu cầu của các bạn bởi vì uh, tôi đang chia sẻ những cái kiến thức và những cái kinh nghiệm một cách rất là uh, chuyên nghiệp và chuyên sâu, đúng không? Thế thì tôi đang nói đấy chính là cái phong cách bạn tạo ra một cái cộng đồng những người yêu thích bạn yêu thích thương hiệu của bạn yêu thích sản phẩm của bạn và theo dõi kênh của bạn theo dõi kênh của bạn và từ đó bạn sẽ bán được hàng bạn sẽ kiếm được tiền đúng không ạ vâng tiếp theo mục tiêu tiếp theo đấy là chúng ta sẽ tạo ra các cái mục tiêu đặt các cái mục tiêu cho cái kịch bản video của chúng ta đấy thế thì chúng ta biết rằng là video tiktok hot hiện nay là hầu như là do các cái tiktoker toàn thời gian sáng tạo và liên tục sáng tạo tức là họ làm việc họ tạo ra các video này rất là chuyên nghiệp và họ nghiêm túc với cái công việc đó chứ không phải là làm chơi chơi làm cho vui rồi làm thử đúng không đấy và nếu như bạn có một cái ekip một cái nhóm đấy như cái slide tôi tôi đang hướng dẫn ấy, đúng không ạ có người quay người làm ánh sáng người cầm mic đúng không ạ người chỉ đạo diễn xuất vân vân thì chắc chắn là làm việc sẽ rất là chuyên nghiệp đấy và cái mục tiêu cho kịch bản của chúng ta là gì cái mục tiêu ở đây tức là chúng ta muốn là à, tạo ra những cái kịch bản và cái series kịch bản phù hợp với đối tượng khách hàng và phục vụ cho hoạt động xây dựng thương hiệu và nhân hiệu của của cá nhân cũng như là thương hiệu của doanh nghiệp và từ đó để giúp tăng à, ảnh hưởng đúng không ạ trở thành một người có ảnh hưởng ở trên mạng xã hội à, nói chung và trên tiktok nói riêng à, cái kịch bản này để à, tạo ra những cái video có hàng trăm nghìn thậm chí hàng triệu hàng chục triệu lượt xem và cái kênh của chúng ta liên tục liên tục có những cái video tốt như vậy thì sẽ có hàng triệu hàng triệu lượt theo dõi à, tôi nghĩ rằng là ở Việt Nam thì à, các bạn có vài chục ngàn đến khoảng một hai trăm ngàn lượt theo dõi cũng đã rất là tuyệt vời rồi không cần đến triệu thế còn triệu triệu thì lại lại à, thuộc dạng là hàng ngôi sao rồi tức là tôi nghĩ nói là rất là xịn rồi đấy à, chúng ta lưu ý là tiktok video của chúng ta hiện nay thì không cần một cái kịch bản hoàn hảo không cần một cái kịch bản chuyên nghiệp do uh, các cái đạo diễn uh, phim truyền hình do các cái đạo diễn uh, sản xuất những cái phim uh, những cái mv ca nhạc đẳng cấp mới có thể làm được đấy mà chỉ cần một cái kịch bản nó có tính chất thời thượng có tính chất vui vẻ có tính chất bắt nhịp xu hướng đấy, đúng không ạ à, và có tính chất vui vẻ hài hước một chút giải trí một chút là đã có lượt xem rất là tốt rồi và uh, chúng ta thấy rằng là trên tiktok cái chất lượng diễn xuất của chúng ta nó không tốt như phim nó không tốt như hollywood đúng không thế nhưng mà um, nó chỉ cần như vậy thôi bởi vì do chúng ta đều là những người không phải là người chuyên chúng ta không phải là, uh, là diễn viên điện ảnh chúng ta uh, không có những cái trang thiết bị hiện đại chúng ta không có những kịch bản hay chúng ta không có những đạo diễn giỏi thậm chí chúng ta là một người tự làm tất cả mọi việc từ nghĩ kịch bản cho đến đạo diễn cho đến quay phim cho đến diễn xuất cho đến hậu kỳ là chúng ta làm hết đúng không đó là tại sao mà chúng ta cần phải có kịch bản video và cái ý tưởng phát triển kênh của chúng ta mục tiêu phát triển kênh của chúng ta và chúng ta sẽ tập trung vào những cái mục tiêu mà chúng ta đề ra thí dụ như lượt xem rồi tương tác của người xem cảm xúc của người xem cái sự yêu thích của người xem với cái kênh của chúng ta được chưa ạ và À, trước khi mà chúng ta tạo ra một cái uh, kịch bản một cái cốt truyện một cái uh, nội dung thì chúng ta phải uh, trả lời cho câu hỏi là cái nội dung này uh, phục vụ cho cái hoạt động gì uh, sẽ cái cái vấn đề quan trọng của nó là những cái nào cái cốt truyện cái nhân vật của nó sẽ, sẽ diễn biến ra làm sao đúng không à, rồi tại sao chúng ta sản xuất video này hoặc là series cái video này cái từ series có nghĩa là một loạt một loạt đúng không ạ rất nhiều Video 1, video 2, video 3, video 4, video N Nó tiếp nối lẫn nhau Và chúng ta có thể tạo ra nhiều series như vậy Trong cùng một thời điểm mà chúng ta làm Thí dụ như trên kênh Youtube của tôi Có series về Facebook, đúng không? có series về TikTok Có series về sale có series về Email Có series về uh, Youtube Có series về uh, content kiểu kiểu như vậy Chúng ta có rất nhiều các series Đó. Thế thì À, chúng ta trả lời cho cái câu hỏi là chúng ta là tại sao chúng ta muốn làm đúng không? Chúng ta xây dựng như thế nào rồi. Đấy. Và à, chúng ta sẽ làm những cái video à, dạng gì? À, chúng ta làm những cái video dạng gì để chúng ta phát triển nó. Đó. Và chúng ta phải thật sự là nghiêm túc với nó nhá. Đừng thử mà hãy làm thật, thậm chí làm với 200% công lực của chúng ta. Đó. Thế thì à, cái mục tiêu mà chúng ta làm kênh TikTok thông thường đấy là chúng ta đang cố gắng bán sản phẩm chúng ta đang cố gắng xây dựng thương hiệu cá nhân, à, chúng ta đang cố gắng xây dựng thương hiệu của sản phẩm của doanh nghiệp, à, chúng ta đang cố gắng làm là để mà thu hút lượt xem và sau đó chúng ta livestream bán hàng, hay là chúng ta đang muốn chuyển một cái công việc à, từ đi làm công ăn lương chuyển sang bán hàng online, đấy rõ ràng là cái mục tiêu của chúng ta là như vậy nhá Thế thì chúng ta cần phải làm à, với 200% công lực là như vậy, đấy và đặt ra các mục tiêu là số lượng video hàng ngày À, số lượt xem trên từng video số lượt theo dõi hàng ngày hàng tuần và tôi xin nhắc lại là hiện nay nhìn chung so với các nền tảng khác thì à, tiktok vẫn đang khá là dễ dễ làm cho chúng ta hơn thí dụ một cái video như này các bạn đăng lên tiktok các bạn có thể thu được vài ngàn vài chục ngàn lượt xem nhưng mà cũng một cái video như vậy các bạn đưa lên youtube thì cái lượt xem nó sẽ được ít hơn cái lượt theo dõi nó được ít hơn rất là nhiều đúng không ạ đấy à, do cái tính mới của tiktok cái tính giải trí và cái lượng người sử dụng đang rất là cao rồi tiếp theo chúng ta cũng sẽ cần phải đưa ra đề ra và theo dõi các cái chỉ số đo lường và đánh giá hiệu quả mà tiếng anh chúng ta hay gọi là kpi kpi đó, key performance indicator những cái con số cụ thể đúng không kèm thời gian chi phí ước tính cái 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 tần suất khối lượng công việc của chúng ta cho nó phù hợp đấy và nếu mà bạn không chắc chắn về mục tiêu của mình thì hãy nghĩ về những vấn đề mà bạn đang hy vọng video sẽ có thể giải quyết được Vâng. Thí dụ như là chúng ta đang gặp khó khăn với một cái việc là chuyển đổi cho một cái sản phẩm mới thì chúng ta sẽ làm những cái series gì để chúng ta có thể tăng được cái lượt uh, chuyển đổi cho sản phẩm đây. Hay là chúng ta đang muốn xâm nhập vào thị một cái thị trường ngách, một cái thị trường mới thì chúng ta sẽ tạo ra những cái series video uh, để có thể phủ trên nhiều nền tảng mạng xã hội và trong đó là uh, có TikTok, có Reels đúng không ạ? Vâng, hay là chúng ta muốn bỏ một cái công việc cũ để chúng ta phát triển cái công việc mới toàn thời gian để kiếm tiền trên mạng à, giống như là các bạn đang muốn bán hàng online à, các bạn đang uh, bán buôn rất nhiều nhưng các bạn không không biết bán lẻ ra làm sao vân vân đó à, rồi thì uh, sản phẩm của chúng ta thấy rằng là khách hàng chưa tìm được nhiều thông tin hay là họ không có những cái thông tin để hướng dẫn cách sử dụng hướng dẫn cách làm vân vân đó hay là uh, chúng ta đang nhận được những cái đánh giá tốt cho sản phẩm và dịch vụ và chúng ta cũng có thể hợp tác với những cái người nổi tiếng ở trên mạng xã hội, trên TikTok, trên 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 Facebook, trên Instagram để chúng ta cùng làm nha đấy chúng ta tạo ra các kịch bản để giải quyết được mục tiêu sau đó là chúng ta phát triển OK nội dung tiếp theo trong cái cách mà chúng ta sẽ viết kịch bản đó là chúng ta phải chọn nhân vật của video nhân vật thì có thể đơn giản nó cũng có thể chính là chúng ta À, như ông Phan Anh ông chính là là người à, diễn xuất từ đầu đến cuối ông cứ ngồi ông nói như thế này hoặc ông có thể đi ông nói ông có thể chạy ông nói ông có thể uống cà phê ông nói ông có thể kết hợp với MC truyền hình vân vân đúng không à, thế thì đấy là một dạng là nhân vật là chính chúng ta thế thì nhân vật chúng ta cũng có thể tạo ra đó là những cái à, đại sứ thương hiệu hoặc là những cái con nhân vật hoặc là những cái hình tượng hay những cái biểu tượng à, nếu có thể thì chúng ta hãy chọn một nhân vật cho cái chuỗi video của chúng ta và làm cho kênh của chúng ta khác biệt lên hoặc là như ông Phan Anh như này thì hôm sau cũng phải ông ấy có thể là trang trang điểm mặt mày rồi làm cái phong cách của hồi giáo phong cách của người Trung Quốc phong cách của người Việt Nam thời xưa rồi phong cách của người phương Tây tức là nó làm đa dạng hóa các hình ảnh lên đó hoặc là chúng ta cũng có thể giả vào vai chú tễu, vào vai uh, những cái ông uh, bự vân vân để tạo ra cái hình ảnh hoặc là chúng ta xem những cái uh, xem những cái um, mv ca nhạc chúng ta thấy đấy đúng không? Uh, thí dụ như là um, chúng ta có những cái hình uh, một cái con robot hay là chúng ta có cái hình con gấu hay là cái hình hộp carton có rất nhiều những cái cái dạng nhân vật cái dạng nhân vật đại diện cho cái sản phẩm và dịch của chúng ta thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng những cái hình ảnh tương tự kiểu như vậy Ví dụ như là Baby Shark đúng không? của Ping phong con cá mập Hay là sói Ufu của S-Connect Hay là đầu bếp nấu ăn đeo mặt nạ 3D hình mặt gấu Hoặc là Chúng ta có thể sử dụng bất kỳ một cái hình ảnh mà chúng ta sáng tạo Rồi thì chúng ta cần phải khác biệt, cần phải thú vị hơn Đừng có một màu thí à, dụ như tôi thì tôi đang giảng dạy cho các bạn thì tôi đang tương đối là một màu tôi hiểu rõ điều đấy à, tôi hiểu rất rõ thế nên tôi mới không sử dụng tiktok để mà làm kênh mà tôi sẽ sử dụng youtube bởi vì youtube là một cái nền tảng giúp tôi có thể à, diễn đạt được nhiều thông điệp nhiều thông tin hơn vâng và nếu như chúng ta không biết rõ được nhân vật của chúng ta là ai thì à, chúng ta hãy tốt nhất là chúng ta hãy sử dụng chính hình ảnh của bản thân mình là cái người am hiểu nhất về sản phẩm và dịch vụ của mình và sau đó thì biến mình trở thành kol luôn đúng không vâng tóm lại là cái lời khuyên trong cái slide vừa rồi đó là việc là chúng ta cần phải tạo ra một nhân vật một nhân vật có thể là chính mình có thể là nhân vật là giả tưởng có thể là một cái con vật được hình hóa hình tượng hóa nó lên Đấy, hoặc là một cái biểu tượng mà chúng ta chọn rất là thú vị đúng không rồi À, bước tiếp theo của việc viết kịch bản đó là chúng ta sẽ tạo ra một bản tóm tắt à, của kịch bản đấy, thì cái bản tóm tắt này nó gọi là mình có thể là à, viết rất là ngắn gọn những cái ý những cái nội dung chính quan trọng nhất của một cái video kịch bản ví dụ như là chúng ta sẽ hiểu được là à, ai cái gì ở đâu khi nào tại sao bao giờ như nào à, video của chúng ta có gì tốt video của chúng ta có gì đặc biệt khác biệt đấy vâng và À, chúng ta cũng sẽ đưa ra một số những cái ý chính về uh, thời gian về chi phí về sản xuất tất nhiên đấy là với những cái video lớn đúng không còn những cái video nhỏ như là uh, của tiktok thì nó cũng đơn giản lắm vì nó có có 60 giây thôi à, chẳng hạn như bạn nảy ra một cái ý tưởng là à, một cô gái đang tập thể dục tập thể dục như thế này à, sau đó có một cái động tác như thế này vâng thì chúng ta lại tạo ra một cái tưởng tượng sai lệch cho khách hàng khách hàng rất là tò mò nhấp vào thì thấy là cô ấy đang chạy tập thể dục và có một người đang vỗ tay và đó thì có khi nó chỉ là một cái kịch bản nó chỉ là lóe lên trong một giây thôi nó không phức tạp đâu nó không phải viết hàng trang a 4 như thế này chúng ta không cần phải hiểu như thế nhá nhưng nó sẽ chứa những cái nội dung quan trọng cơ bản đó là ở chủ đề video là gì đúng không Đấy. cụ thể ở đây là thí dụ như bạn đang kinh doanh sơn đúng không thì bạn có thể chọn là mua cọ này, mua sơn này rồi thì uh, sơn chống thấm này, sơn nhiệt này vân 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 vân. À, bạn đang bán thời trang công sở thì uh, chủ đề là cô nàng công sở này, bảy ngày công sở này, drama công sở này, uh, trà xanh công sở này, đấy. Hay là bạn uh, đang đi du lịch, bạn làm tour du lịch thì bạn có thể làm những video như này, à, cách gấp quần áo nhanh nhất và nhiều nhất này, đấy, cách mà uh, có thể mang cả uh, một cái tủ quần áo đi du lịch này, kiểu kiểu như thế đúng không ạ hay là bây giờ mình đến một cái vùng biển thì 7 ngày hay là 5 ngày ở trên biển thì mình nên chọn trang phục như thế nào đúng không Đấy, rồi lời kêu gọi hành động của video Đấy, rồi là lời kêu gọi đối với khách hàng Đấy, những cái điều gì điểm gì quan trọng tình tiết nào để thu hút người xem à, và dự đoán những cái cảm xúc tiêu cực hoặc tích cực của người xem như thế nào vân vân sau đó thì chúng ta sẽ phát thảo kịch bản sau khi chúng ta đã chọn xong chủ đề rồi thì chúng ta sẽ phát thảo chi tiết hơn bằng cách này chúng ta sẽ chia video của mình thành nhiều chủ đề phụ chủ đề chính và các cái cuộc hội thoại vân vân và dựa trên các ý tưởng trong cuộc sống trong cuộc sống hàng ngày chúng ta gặp được, gặp được hàng ngày hoặc là chúng ta đọc sách đọc truyện xem phim hoặc là khách hàng chúng ta va chạm hoặc là chúng ta xem những cái video trên YouTube, trên TikTok, trên Reels vân vân. Thí dụ như cô nàng trà xanh này đánh ghen này, nhôm đồng nát sắt vụn này, ông chồng sợ vợ này đúng không? Thánh ăn vặt này, thánh review này, hot girl thẩm mỹ này, review về nhà hàng, review về thời trang mỹ phẩm rất nhiều, đúng không? Công nghệ này, rồi thì đầu tư này có rất nhiều các ý tưởng tốt chúng ta cũng có thể chuyển thể một bài viết ở trên blog uh, thành video, uh, chúng ta có thể copy ý tưởng hoặc là uh, sử dụng những cái video của uh, tiktok bên trung quốc như là đầu in tức là chúng ta uh, kiểu như là chúng ta ăn cắp ý tưởng luôn. bên trung quốc họ làm như là phiên bản trung quốc thì chúng ta làm phiên bản việt nam, bên uh, châu âu người ta làm phiên bản châu âu như nào thì chúng ta làm phiên bản việt nam, tức là chúng ta copy thẳng cái video đấy uh, rất là đơn giản ví dụ như là một cô gái tập thể dục như này rõ ràng cái ý tưởng đấy là của một cái video mà tôi đã xem ở, ở phương Tây và một cái người đàn ông đứng cạnh vỗ tay như này và nó làm cho khách hàng tưởng tượng đấy là một cái động tác uh, 18 cộng đúng không Thế thì như vậy nếu bạn là một gymmer đúng không bạn rất là đẹp thân hình rất đẹp và bạn cũng có thể bắt chiếc cái động tác như vậy bạn bắt chiếc một kịch bản như vậy và nó rất là funny và bạn hoàn toàn có thể thu được cả triệu video triệu lượt xem cho cái video đó đó Ý tôi là như thế, đúng không? Còn nếu mà kịch bản mà chúng ta viết ra hoàn toàn, viết ra lần đầu là kịch bản gấp thì chúng ta sẽ phải uh, sáng tạo, chúng ta sẽ phải có những cái uh, nội dung của chúng ta riêng câu chuyện và trải nghiệm của chúng ta riêng, đúng không? Vâng Thế thì uh, một cái cấu trúc của nó sẽ trông như thế nào? Uh, một cái cấu trúc của nó như thế uh, nào? Giả sử như chúng ta đang uh, viết một cái kịch bản về cuộc đời của một sản phẩm mới à, chúng ta đặt mình vào vai của một cái sản phẩm thì mình sẽ muốn nói gì hay là người khác sẽ nhìn về cái sản phẩm của chúng ta như thế nào khách hàng sẽ nhìn về sản phẩm của chúng ta ra làm sao đấy thì chúng ta sẽ lên ý tưởng nghiên cứu thị trường thiết kế sản phẩm vân và chúng ta quay à, như hôm trước tôi xem một cái video giới thiệu một cái khóa một cái khóa thế thì à, đấy, trời mưa bấm vân tay vẫn rất là nhạy à, nó muốn thể hiện là cái khóa đấy nó rất là bền người ta cầm búa tạ người ta quay người ta quay cái khóa rất mạnh thế thế xong người ta muốn là cưa đấy, người ta dùng cưa tay cưa sắt cưa máy người ta cưa đều không được quay búa tạ không hỏng tất nhiên đấy là video có thể thực tế nó hỏng thì tôi không biết nhưng mà ý tôi muốn nói là cái video nó thể hiện là như vậy thế rồi thì ví dụ như là à, có thể mình quên không khóa thì mình có thể khóa qua app điện thoại vân vân thế thì tất cả những cái tính năng lợi ích như vậy nó đưa lên thì nó khiến cho cái người xem rất là thích và rất là kích thích đấy và làm cho cái video đấy có tác dụng là thay đổi hành vi, thay đổi nhận thức và chuyển đổi thành người mua cho chúng ta. Thế thì chúng ta viết về một sản phẩm thì chúng ta có thể đặt mục tiêu của chúng ta là mình đặt suy nghĩ của mình vào khách hàng. Khách hàng sẽ nghĩ gì? Thứ hai là khách hàng muốn gì? Thứ ba là người ngoài hành tinh cần gì ở sản phẩm đó. Tức là không phải ở trái đất nữa ở đây tức là chúng ta đang 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 đặt phân vai để chúng ta tạo ra cái cái cách mà chúng ta tạo ra những cái kịch bản mới hoàn toàn sáng tạo nếu như không có cái sản phẩm đó thì cuộc sống của con người hay của khách hàng sẽ ra làm sao Đấy, khi mà chúng ta đặt những cái câu hỏi kiểu như vậy thì chúng ta sẽ có rất nhiều những ý tưởng mới à, đây chính là cái cách mà chúng ta sẽ gợi ý những cái kịch bản và ý tưởng mới cho chúng ta ok nhá rồi thì tạm thời ở đây thì chúng ta sẽ thấy rằng là À, chúng ta sẽ viết một cái kịch bản Cố gắng là chúng ta sẽ viết theo một cái, một cái bảng như này à, Tôi đã cố gắng tạo ra một cái bảng như này Biểu mẫu như này đó Tên hoặc là kịch bản là gì à, Ý tưởng chính là gì Điểm nhấn của video là gì à, Và sau đó thì ở dưới có những cái bảng như này à, Thời gian ở đây Ví dụ như chúng ta là 60 giây Thì chúng ta cứ chia ra Giây một giây thứ 5 Giây 6 đến giây 10 Giây 11 đến giây 15 Đấy thế thì kịch bản và lời thoại nội dung mô tả là gì à, ví dụ mô tả là nội dung uh, giới thiệu là uh, diễn viên sẽ cầm búa tạ quay thật mạnh vào cái cái khóa đấy, nhưng không bung là ok đấy gọi là uh, quay ba phát đúng không nhân vật đúng không? diễn viên phần diễn viên thì ghi này một người đàn ông lực lượng có thể mở ngoặc là người tập gym đấy, xong bối cảnh ở đây chính là bối cảnh mình sẽ viết là à, trang phục là đang mặc một cái bộ quần áo rất là là lao động rất là khỏe khoắn đúng không à, bối cảnh không gian thời gian ở đây là là gì ví dụ như là đấy là trên đe dưới búa và cái khóa của mình ở camera thì mình có cần hai cái một cái cảnh cận vào cái cái khóa một cái cảnh à, toàn vào cái người đang quay búa đấy đây là cái đây là một cái format mà tôi tạo ra cho dành riêng cho các bạn các bạn có thể sáng tạo thêm bớt các cột các hàng nha tùy các bạn ở đây là có cột thời gian này kịch bản lời thoại này diễn viên này trang phục này bối cảnh không gian thời gian là camera này, ghi chú này đúng chưa rồi thế tương tự như thế đến dây tiếp theo này tôi muốn cưa sắt tôi muốn thể hiện là nó rất là bền đúng không thì cưa sắt tôi sẽ dây thứ sáu đến dây thứ 10 là tôi sẽ ghi làm ừ, nội dung kịch bản lời thoại đây là gì làm tôi sẽ nói là viết vào đây là gì đấy là người ta đang cầm cái cưa, người ta cưa, đúng không ạ? người ta cầm cái cưa để người ta cưa và người ta cưa như thế để làm gì? để thể hiện rằng là cái cái búa cái khóa của người ta rất là bền đó và diễn viên ở đây cũng lại là hai người đang có cưa có cưa như này, trang phục lao động bình thường, đấy, bối cảnh không gian là là đang có khóa có cưa và À, mọi người đang có cưa, cũng camera cũng như vậy. Thế thế sau đó thì à, ví dụ như là tiếp theo là à, quên không khóa cửa thì đấy lại viết ra cứ như thế cứ như thế thế thì chúng ta sẽ chia khoảng thời gian nó nhỏ ra, 5 giây một, 5 giây một. À, chúng ta sẽ viết kịch bản lời thoại, à, lựa chọn diễn viên, trang phục của diễn viên, bối cảnh không gian thời gian, đấy, camera ghi chú vân vân. Thì như vậy là chúng ta những cái phần tôi vừa trình bày rất là nhiều thứ có thể không tập trung lắm thì nó sẽ được tập trung lại thành cái bảng này nha đây là cái biểu mẫu cái mẫu tham khảo tham chiếu để các bạn có thể viết cho mình cái kịch bản thậm chí là các bạn lóe lên trong đầu là được không cần phải quá quan trọng đâu nhá ok thế thì ta tạm dừng cái video này ở đây sau đó thì ta sẽ sang cái bài học tiếp theo để cho cái cái, cái lượng thời gian nó sẽ ngắn đi để cái bài này nó khá là dài xin cảm ơn các bạn